bây giờ con hết nhiệm vụ hàng ngày rồi, con rút thêm ba cái nữa đi. Trời, nhiệm vụ chọn đời thì chỉ có một. Nhiệm vụ hàng ngày thì đừng rút thoải mái. Được đấy. Con ấy một lúc hết ba nhiệm vụ. Này, cho thêm ba nhiệm vụ hàng ngày nữa này. Đấy. Tha hồ mà làm nhiệm vụ. Xem nào, xem ba nhiệm vụ này có được nào. Có thực hiện được không nào. Đổi chỗ cây của bạn tới một ô đất khác lại đổi tiếp. Đổi xuống đây. Thu hoạch sở hữu hai kim cương vàng. Sở hữu hai viên cương cả viên kim cương vàng lấy đi con. Đây. Cơm mầm này. Trồng cây lên hai ô đất chỉ định đỏ và tím. Đưa hai cây ra đây. Chờ tí. Con nhanh được đúng. Đưa hai cây lên đỏ và tím. Hai cây của con đâu? Đây này, cây đây đây. Ừ. Đỏ đâu, tím đâu? Nè. Một cây ở chỗ đỏ này, một cây ở chỗ tím này. Đây, tím đây. Này, à, cho con 3 nhiệm vụ nữa. 1, 2, 3. Con cầm ấy, nhưng mà từ từ đã. Con có thể là con thắng mẹ rồi đó. Đây này, 5 viên này sẽ được một cây. Này, con được trồng một cây. Ha ha ha. Cho một cây ra. Cho một cây ra đi con. Trồng đâu cũng được đây đây. Trồng đấy. Một viên kim cương. Bốn viên kim cương. Ờ, con chưa đủ rồi. Phải 4 viên khác màu mới trồng được một cây. Nào xem nhiệm vụ này có hoàn thành được không nào. Đưa nhiệm vụ đây mẹ xem nào. Gian hàng ế ẩm. Giao bán mà không ai mua kim cương của bạn suốt một vòng chơi. Nhưng mà bán kim cương. Bán kim cương đi. Gian hàng ế ẩm không mua cũng được. Sao một vòng chơi thôi mà. Sao lại kì... sao kim cương vàng lại ở ô. Đây, 5 điểm này lại trồng được một cây. Trồng cây đi con. Cây. Chỉ còn một cây nữa. Ta sắp thắng rồi nhá. Ồ, trồng cây lên hai ô đất chỉ định xanh đỏ này, trồng tiếp đi con. Trồng hết đi. Xanh đâu. Thôi con thắng rồi, con trồng hết cây rồi. Mẹ chưa làm được cái gì con đã trồng hết cây rồi. Nên là con thắng rồi. Ha ha ha, thắng rồi. Yeah. Su giỏi quá, suốt ngày thắng. Nè, mẹ chưa làm gì mẹ đã bị knock out rồi, để xem nha. Trồng được 3 cây trên 3 góc bản đồ, 3 trong số 4 vị trí sau. Hơi chắc là mẹ búc cái lá báo muộn rồi. Thì mẹ cứ trồng sau cũng được. Để xem mẹ có bốc được hết trong một lượt chơi. Mẹ ấy sau nhưng mà mẹ vẫn lấy. Ai mà chẳng biết là mẹ thua rồi. Gâu này, một cây. Hai cây. Ba cây. Sao mà ván nào cũng được. Thành tựu chọn đời của mẹ hơi bị chuẩn. Lạ vậy. Lạ con bị gấu mèo ghé thăm ô đất. Mất một viên kim cương. Số bị nhỏ. Bị gấu mèo ghé thăm ô đất rồi nhá. Đổ xí ngầu ra số 6. Xí ngầu nào cũng được. Siêu tốc độ. Gấu mèo ghé thăm ô đất à? Di chuyển gấu mèo
Có mèo đi lô đất có cây của ai thì người đó bị mất một kim cương tùy chọn vào quỹ chung. Đồ nào? Con bị mất với đồ. Di chuyển theo nút xí ngầu màu đỏ. Giỏ đi đến ô đất có màu cây của ai thì người đó được thu hoạch kim cương tương ứng với số cây mà và màu của ô đất. Cầm thắng rồi nhưng mà bạn cứ thử chơi nữa cài. Kiểu gì hai bên cũng thắng được chứ. Mẹ ạ. Con thắng rồi đấy. Thôi khơi đi rồi. Đi xấu. Con toàn thắng rồi. Mẹ chơi cái trò mẹ toàn bị thua rồi. Mà sao con cứ toàn thắng ấy nhỉ? Mẹ lại bị số nhỏ nữa. Không có kim cương trả cho nó. Còn bị đây này. Còn bị giam cây vào đây này. Quá cây. Hê hê. Siêu tốc độ này cái một ô đất này thế này hả? Ừ. Thế mà được nhận một kim cương nữa. Thế rồi đấy. Thôi thu dần vào đi con. Cất đi. Ừ. Kiếp 600.000 một bộ. Mà sao con chơi toàn thắng nhỉ? Thế à? Thế bởi vì số con may. Con mà vào số nhỏ thử xem. Sao mà lúc nào cũng gặp may thế? Hay mẹ con mình chơi sai nên là nó hay thế. Chắc là phải có cái gì đó nó sai mà chưa phát hiện được ra. Thôi cứ chơi sai vậy còn hơn là không chơi đúng không? Nhưng mà con thích thẳng. Mẹ cũng thích thẳng lắm. Nhưng mà mẹ không thắng được. Nên là mẹ phải chịu thua. Nhưng mà phải đến lượt mẹ mới được học trồng cây. Không ăn gian, ăn giành thắng được luôn nhá. Chín giờ rồi.